Tham gia phiên giao dịch việc làm lần này có 18 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp và một doanh nghiệp tuyển dụng trực tuyến với nhu cầu tuyển dụng trên 2.700 lao động. Trong đó tập trung vào các ngành như may mặc, lao động kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và du lịch dịch vụ. Mức lương mà các doanh nghiệp cam kết trả cho người lao động từ 6 đến 20 triệu đồng một tháng tùy theo vị trí việc làm. Người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm đã được tiếp cận nhiều thông tin tuyển dụng với nhiều ngành nghề và đặc biệt sẽ được gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp, gián tiếp với các đơn vị tuyển dụng để lựa chọn những công việc phù hợp với khả năng của bản thân. Các hoạt động tuyển dụng tại trung tâm dịch vụ việc làm đều hoàn toàn miễn phí. Cuối năm 2023 thì bên chỗ ngành gỗ là cũng có một sự khởi sắc rất nhiều và nhu cầu mà để mà thị trường cũng đang mở rộng về tất cả các nước chứ không hẳn là nội địa. Nên là bên chỗ công ty gỗ Quảng Phát cũng đang tuyển một số vị trí để mở rộng bên chỗ sản xuất kinh doanh. Ở đầu năm 2024, công ty đang dự kiến sẽ tuyển thêm công nhân ở tầm khoảng là 10 đến 20 người để bổ sung thêm nhân sự và các vị trí cơ quan quản lý là tầm khoảng 4 đến 5 người nữa. Phiên giao dịch đầu năm 2024 thu hút khá đông người dân đến tham gia. Ngoài các lao động đang tìm việc làm tại các đơn vị doanh nghiệp trong nước, thì lực lượng lao động đến tìm hiểu đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy nhu cầu tìm hiểu việc làm của lao động tại Quảng Bình hiện nay tăng cao. Tôi hôm nay đến trung tâm giới thiệu việc làm để tìm công việc làm công nhân này, bán hàng. Các doanh nghiệp đến đây tuyển cũng nhiều nên tôi nghĩ tôi sẽ tìm được công việc. Tôi đến đây là để dự thi tiếng đăng ký thi thứ hai, đi chương trình thi A9 của Sở Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Bình. Tôi cảm thấy chương trình này nó hợp lý, rồi là có nhiều mặt tốt. Để người lao động nắm được thông tin về phiên giao dịch việc làm dịp đầu năm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Bình đã tích cực tuyên truyền đến các nền tảng số, gửi văn bản về Ủy ban Nhân dân các xã, phường để thông báo rộng rãi cho người dân có nhu cầu biết để được tư vấn, giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp có uy tín. Dịp đầu năm này là thường các cái doanh nghiệp đang có cái nhu cầu tuyển dụng các cái người lao động để mà phục vụ cái nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và cũng như người lao động thì thường đầu năm cũng phải tìm cái việc làm mới. Thành ra là chúng tôi đã tổ chức cái phiên giao dịch việc làm lần này, và lần này thì có khoảng 19 cái doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước tham gia tuyển dụng với gần 3.000 thì người lao động cần phải tìm kiếm việc làm. Mục tiêu của năm 2024 này chúng tôi sẽ tư vấn cho khoảng trên 30.000 lượt người về các cái chế độ chính sách về việc làm cũng như bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm, và cũng cố gắng giới thiệu có việc làm cho khoảng 3.000 người và cố gắng đưa cho được khoảng hơn 500 lao động đến làm việc ở nước ngoài. Việc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Bình tổ chức phiên giao dịch đầu năm đã tạo cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp, đồng thời các doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn nhân lực cần thiết, giải quyết việc làm cho người lao động sẽ là nội dung quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu chung thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2024.